ăn uống sướng nướng, và tôi chờ cái hàng ghế nó cứng lắm, chờ cái sau nó cứng. Cái này là má hay là quen hay là gì? Quen. Dạ, à, khỏe chị? Quên hả? Quên tôi hả? Mới hai mà quên cái gì ăn. Tôi hỏi chị quên tôi hả? Thấy gì? Dạ hả? Tất cả quý vị đều phải quay quần xung quanh và ngồi để tập trung với mình luôn nè. Quý vị dẹp bớt cái hàng ghế phía trước để thấy cho rõ này, còn mấy vị đứng phía sau này đi lên đây con đây. 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 Đây.